Vừa qua, giải đua xe đạp thăng bằng Koenig Fast and Fun Tournament 2017 chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là sân chơi thể thao mới dành cho các bé lứa tuổi từ 2 cho đến 5 tuổi, yêu thích thể thao và các bộ môn vận động. Được thành lập năm 2013, Koenig Ventures Việt Nam là đơn vị tiên phong trong các hoạt động thi đấu thể thao dành cho trẻ em ở độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi, đặc biệt chuyên tổ chức các chương trình dã ngoại khám phá thiên nhiên. Tham gia sự kiện Koenig Fast and Fun Tournament 2017, các tay đua nhí đã được trải nghiệm 14 môn thể thao ngoài trời đến từ Úc, các trò chơi thể thao đến từ Học viện Thể thao SSA và tham gia đường đua xe đạp thăng bằng để giành cơ hội trở thành vận động viên giải đua xe đạp thăng bằng châu Á tổ chức tại Thái Lan và giải đua xe đạp thăng bằng thế giới tổ chức tại Mỹ trong năm 2017. Thấy sân chơi này rất là bổ ích cho các bé có thể là tập cái tinh thần thể thao, ra ngoài vận động rất là vui khỏe. Và khi mà sử dụng cái theo xe này á thì là bé sẽ tập được cái tính là tự lập, cái khỏe mạnh và sức khỏe nữa. Với thành công của chương trình, trong tương lai, Koenig Ventures Việt Nam sẽ xây dựng được xu hướng rèn luyện thể thao dã ngoại dành cho các bé ở lứa tuổi này, giúp các bé phát triển cả trí và lực trong chặng đường dài phát triển cá nhân của mình.